Để đi chợ chúng nó thì bán đi nhá, cho nhà nó không lấy ấy, cho cháu bán mà lại không lấy đâu, cửa bà ngoại nhà nó đẻ đầy ra trẻ. Bạn ơi, em hỏi nó là bạn, em hỏi con này chị à, hôm ấy cỗ nó về, mà hôm ấy cỗ tối đi nó về nó cỗ nhà chị ấy, đây từ từ chiều hôm trước rồi.